Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Duy Vlog. Hôm nay mình xin được chia sẻ một video clip về cây ổi rất là già mà mình đang sở hữu. Cây ổi này thì cách đây hơn 2 năm mình có nhượng lại của một anh bạn cũng trong nghề cây kiểng. Anh thấy mình thích quá, anh chia sẻ lại cho mình. Thì nguồn gốc cây ổi này thì anh mua của một người nông dân ở trong vườn. Thì cây ổi rất là lớn. Và theo như anh nói là cây ổi này gia đình đã trồng từ đời ông sang đời bố. Thì hiện tại bây giờ đang là cái người mà cháu là bán lại cho các anh bạn. Thì cây ổi này ước tính khoảng hơn 50 năm tuổi. Hoành thì khoảng 160. Và cây ổi này nó tích hợp khá nhiều những cái đặc điểm mà dân chơi cây kiểng rất là thích. Đó là có tích hợp nu để lũa, rồi có cả rễ quấy nữa. Hiện nay cây ổi này mình đã chơi được hơn 2 năm. Và khi mua về thì mình bỏ lên chậu và mình đã kéo tay tạo dáng cơ bản. Và hiện nay cây ổi này đang cho trái. Mời các bạn khám phá cây ổi cùng với mình nhé. Không để các bạn chờ lâu, bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết cái đặc điểm của cây ổi nha. Cây ổi này thì hoành gốc là 160 nha. Hoành gốc là 160 nha. Chiều cao thân mà từ đế tới ngọn là 101. Chiều rộng của tán là 120. Cây ổi này nó tích hợp là lũa 1/5 ở cái sống lưng bên đây. Từ lúc mình mua về thì mình nó đã lũa như vậy rồi. Lũa từ cái sống lưng đây. Này mình sẽ đánh bóng đi rồi mình mua cái lũa thép về mình bôi lên để bảo vệ cái chất gỗ ở dưới đây. Mình tưới tắm cho nó sẽ không bị xoáy mòn và không bị mục. Đó cũng là một cái cách chơi bonsai. Rồi ngoài cái lũa này ra thì cây ổi này có rất là nhiều nu nha. Đây là cục nu u bướu này. Nu rất là lớn. Nu này, lũa nu tích hợp đây luôn. Cái nu nhỏ rất là nhiều ở dưới đây. Nu bướu ở dưới đây. Lũa rồi có nu, rồi có cái rễ này, rễ trải ở đây. Cái này nằm mặt tiền. Bạn nào có ý nào hay hơn thì góp ý cho mình để mình học hỏi kinh nghiệm nhá. Còn đây thì tay thì mình cũng đã chọn tay 1 ra đây rồi. Ở bên đây là cái nhóm tay 2. Ở trên đây là ngọn. Tổng quan thì cây này là dáng chắc thôi. Cây này rất tiếc là nó có một số cái mặt cắt, một cái mặt cắt rất là lớn ở phía bên đây, phía bên tay hai, dưới tay hai này nó có một cái mặt cắt rất là lớn mà mình nuôi 2 năm mấy rồi, nhưng mà cái vết sẹo ở đây nó chỉ kéo được khoảng 0.5 cm à, tức là khả năng nó không có liền thẹo được hết cái mặt lớn này. Trên cái mặt này mình cũng đã xử lý bôi keo rồi, và sắp tới đây mình sẽ nhờ mấy anh em bên điêu khắc để sẽ khắc hình con hổ hoặc là con chim, con phượng gì ở đây. Giống thấy thì mấy anh em chơi kiểng cũng có khi xử lý bằng cách này, cũng là một cái cách chơi. Trong cây này thì buồn chậu rồi,
lạnh quá mình không có cho phân thêm lên cho nên là nó đã bị cái phân trộn nó bị sụp xuống. Để cho nó tốt thì nay mai mình nghỉ lễ mình sẽ mua cái phân trộn về. Rồi mình xử lý, mình cuốn cái kẽm vô cây mí trầu này để cho nó cao lên khoảng 20 phân nữa rồi mình đổ phân thêm lên để dưỡng cây, cho nó ấm cái bộ rễ dưỡng cây để nuôi cái tán này cho nó lớn lên. Hiện tại bây giờ thì cái ổi này đang cho quả rất là dễ thương. Cái giống ổi này thì mình cũng không rõ là giống ổi gì, nhưng mà nghe anh bạn anh nói là ổi này là ổi ta, có nghĩa là cái ổi giống như ổi mọc hoang thôi. Quả thì nó không to lắm, nó chỉ bằng chanh mà nó chín và nó nhiều. Nên khi nó chín thì nó sẽ có mùi thơm. Ổi ta thôi, quả cũng khá nhiều, cũng được 15-16 quả rồi. Thì cây nó còn yếu cho nên mình cũng không dám để quả nhiều, thì mình chỉ để tượng trưng để chơi thôi, mình thích thôi. Chứ còn mấy anh em có tới nhà và góp ý là nên bỏ hết đi, nên vật bỏ hết mấy cái quả này đi, vì quả này là quả đợt đầu, nếu mình để nó sẽ suy cây và yếu cây. Tuy nhiên là mình thấy đẹp quá mình để lại, mình sẽ tỉa thưa đi, rồi mình chỉ để lại một ít quả. Mặt này mặt tiền rất là đẹp, mặt tiền rất là đẹp. Thì mình xin chia sẻ tổng quan về cái ổi mình đang sở hữu. Thì mọi cái đóng góp về cách chăm sóc cây kiểng, đặc biệt là cách chăm sóc cây ổi, cũng như là đóng góp về việc làm video của mình, thì mình xin các bạn comment ở bên dưới. Mình sẽ ghi nhận mọi ý kiến đóng góp quý giá của các bạn dành cho mình, và mình sẽ rất là trân quý điều đó. Mình sẽ học hỏi kinh nghiệm cũng như là cố gắng xây dựng kênh để phong phú hơn, để có những cái hình ảnh đẹp hơn, và cũng như là mình tích lũy được trong quá trình chăm sóc cây kiểng của mình sau này. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn ủng hộ kênh xin vui lòng ấn like, đăng ký kênh, chia sẻ video để mình có được thêm những cái thông số quý giá để mình phát triển kênh. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.